Thưa quý vị, tiếp tục xác định rõ trách nhiệm của các cấp bộ đoàn trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng tiếp tục chú trọng triển khai nhiều giải pháp nhằm giúp cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên vững vàng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên Đà Nẵng thời kỳ mới. Có thể nói, thời gian qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên được xác định là một chỉ tiêu quan trọng trong tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm của các cấp cơ sở đoàn tại địa phương. Bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, việc tạo ra các sân chơi, chương trình hữu ích, thiết thực, tạo điều kiện để thanh niên thể hiện bản thân, cống hiến sức trẻ, trí tuệ, nhiệt huyết cũng được xem là phương thức hiệu quả để định hướng lối sống đẹp trong thanh niên. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng, hiện vẫn còn một bộ phận giới trẻ phai nhạt lý tưởng, sống hời hợt, công tác phát triển đảng viên trẻ trong thanh niên còn nhiều khó khăn. Một số bạn cũng chưa ý thức được việc được đứng vào hàng ngũ của đảng, nên chưa thật sự quyết tâm để được kết nạp đảng. Mới đây, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ 19, nhiệm kỳ 2022-2027, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đề nghị đoàn các cấp cần tiếp tục xem công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Đoàn thanh niên các cấp cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa, khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Nhận thức rất rõ sứ mệnh, trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lan tỏa lối sống đẹp trong thanh niên, xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, có khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số, vẫn sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức đoàn trong thời gian đến. Chúng tôi cũng tổ chức rất nhiều các phong trào là số hóa về cái mô hình tổ chức của đoàn để nó phù hợp hơn, nó thích ứng hơn với cái giai đoạn hiện nay. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp tục là định hướng những cái công tác liên quan về cái tư tưởng chính trị trong đoàn viên thanh niên, rồi là nắm bắt tình hình dư luận trong thanh niên để từ đó có những định hướng đúng đắn và nó phù hợp để các bạn chuyển mình hơn nữa trong cái đạo đức lối sống. Muốn xây dựng, củng cố tổ chức đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động thực sự là độ dự bị tin cậy của đảng, thì vấn đề cốt lõi vẫn phải là bồi dưỡng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng. Cùng với đó, cần tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, kết nạp cũng như tạo động lực, môi trường cho đảng viên trẻ cống hiến.